Vua Gầm Cao 468 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Em Công xin trân trọng kính chào tất cả quý anh chị đã luôn luôn quan tâm ủng hộ kênh Ba Tư Văn của bên em. Và hôm nay thì em Công sẽ giới thiệu tới cho anh chị ba cái mẫu, ba chiếc xe Xpander. Đây là mẫu phân khúc gầm cao 7 chỗ ngồi mà được mệnh danh là những chiếc xe mà giữ giá và bán chạy nhất hiện nay. Thì với ba mẫu xe này thì đều được trang bị khối động cơ 1.5. Cái chiếc xe đầu tiên đó chính là chiếc Xpander số tự động số sàn 2020. Chiếc xe này thì em đang để giá cho anh chị rất hợp lý, hơn 4 đồng. Còn chiếc xe này là Xpander số tự động 2021 và chiếc xe này là Xpander số tự động 2020. Hai chiếc xe này được để đồng giá với mức giá là nhô 5 đồng. Vậy thì nếu như anh chị nào mà quan tâm tới chiếc xe nào và cụ thể là chiếc xe nào thì anh chị hãy liên hệ trực tiếp tới số hotline của em Công đã được ghim ở trên tiêu đề có Zalo để anh chị có thể là lựa chọn cái chiếc xe mà anh chị ưa thích anh chị nhé. Thì đây là những chiếc xe được mệnh danh là những ông vua giữ giá, bền lành và tiết kiệm. Đây là những chiếc xe nhập khẩu cho nên nó sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi chính sách giảm thuế của nhà nước. Cho nên đây là những chiếc xe mà nó rất là phù hợp nhé anh chị nhé. Cả ba chiếc xe này bên em đều cam kết với anh chị đó là khung rằng, động cơ, hộp số, thân vỏ xe, keo chỉ xe là nguyên zin nguyên bản, bao check test mọi nơi mọi chỗ. Đấy, có nghĩa là đây là những chiếc xe mà những chiếc xe là đẹp và những chiếc xe chuẩn. Và anh chị sẽ mang xe về nhà chỉ với 180 triệu anh chị nhé. Chỉ với 180 triệu đã mang xe được về rồi. Vậy thì anh chị hãy theo dõi em và anh chị cần chiếc xe nào liên hệ trực tiếp với em hoặc nhắn tin Zalo để em sẽ gửi chi tiết hình ảnh từng chiếc xe một. Và tất cả những chiếc xe này đều có quay gầm để anh chị có thể kiểm tra xe trước khi các anh chị đến đây để đỡ mất thời gian này. Đấy, thì đầu tiên giới thiệu cho anh chị chiếc đầu tiên đây là chiếc Xpander số sàn 2020, mang khối động cơ 1.5, hộp số sàn 5 cấp. Và phiên bản 2020 thì nó đã lên form rồi anh chị đấy. Lên form có nghĩa là nó đã thay đổi về phần vành. Phần vành này nó là na răng phay hình cổ điển đấy. Và nó được trang bị một dàn lốp mới các bác nhé. Các bác mua chiếc xe Xpander này là không lo về lốp này. Lợi thế của em là ba chiếc xe này của em là đều màu trắng các bạn ạ. Các bác nhìn thấy toàn bộ thân vỏ của chiếc xe này là nguyên zin và nguyên bỏ, nguyên bản. Và sơn si của chiếc xe này nguyên zin còn gần như cả xe các bạn ạ. Còn gần như cả xe luôn. Xe rất đều và đẹp, một dàn lốp mới các bác nhé. Đấy, các bác nhìn tổng thể chiếc xe này phải nói rằng đây là một chiếc xe vô cùng đẹp luôn. Đấy, nhìn ngắm vào sau đó ta sẽ quan sát thêm cái phần nội thất của chiếc Xpander số sàn 2020 này nữa các bác này. Thì các bác thấy được là với Xpander số sàn thì nó được trang bị ghế nỉ nguyên bản, nhưng bác chủ đã bọc cho ta một cái bộ ghế da cao cấp các bác này. Đấy, bộ ghế da cao cấp này. Đấy, các bác thấy được là ngay cả việc đó là trang bị màn hình Android đã được trang bị rồi này. Với hộp số sàn thì nó chỉ có chìa khóa điện thôi các bác nhé. Đấy, tất cả chiếc xe đều có chìa khóa điện thôi, chứ nó chưa có thêm một cái gì cả. Còn lại thì tất cả hệ thống thân vỏ của xe, nhựa nhung của xe là rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Bên em thì luôn luôn đó là yếu tố quan trọng, đó là chất lượng cũng như là cái yếu tố về những chiếc xe mà lành, có nghĩa là những chiếc xe mà cũ nhưng mà nó không được có hiện tượng đâm xô tai nạn. Cho nên là các bác khi mà tiếp cận với những sản phẩm của bên showroom em thì các bác cứ yên tâm tuyệt đối về chất lượng, bởi vì bên em có đầu vào rất là tốt để bảo hành cho anh chị 1 năm sử dụng về máy. Thân vỏ thì sẽ bảo hành cho anh chị là 7 ngày. Nếu anh chị mang xe về nhà mà kiểm tra nếu có bất cứ một chi tiết nào là kém chất lượng thì anh chị hãy liên hệ trực tiếp với em, thì em sẽ có chế độ đổi trả cho anh chị một cách hợp lý nhất. Và chắc chắn rồi, những chiếc xe này bên em cũng đã từng kiểm tra rất kỹ rồi cho nên sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả. Vậy là chiếc Xpander số sàn 2020 thì các bác sẽ thấy được rằng nó là một cái chiếc xe rất là hoàn mỹ các bác nhé. Hoàn mỹ luôn. Đấy, các bác về là chỉ có việc đổ xăng mà chạy thôi. Tất cả mọi thứ là nguyên zin nguyên bản hết. Đấy, các bác nhìn thấy được rằng là Xpander thì gần như là ở đâu cũng thế thôi, là được các bác chủ nhân cũ là bọc trần. Bởi vì cái phần trần phía bên trên của chiếc Xpander này, thân tôn vỏ nó hơi mỏng một chút. Do đây là cái dòng xe kinh doanh cho nên là nó sẽ vòng mỏng để nó giảm giá thành. Thì chính vì thế cho nên là các bác thấy được là một chiếc Xpander bây giờ nó chỉ có hơn 400 thôi. Cụ thể chiếc Xpander 2020 này đây em đang để cho các bác đó là giá 440 triệu các bác nhé. 440 triệu đồng. Xe đẹp gắt luôn các bác ạ. Mức teo nhiên liệu của chiếc xe số sàn này thì nó là 5,9 lít trên 100 km đầy đô thị, và có thể là 6,9 lít trên 100 km đường kết hợp. Thì đây là một mức teo nhiên liệu vô cùng tuyệt vời.
và nó sẽ là mức để đánh giá cho cái giá trị của một chiếc xe, tại sao nó lại là hot nhất trên thị trường các bác nhé. Xe này lăn bánh những thời điểm này là 6,8 vạn này các bác này, 6,8 vạn các bác này. Đấy, các bác thấy được là chạy cũng rất là ít thôi. Một chủ từ đầu biển Thanh Hóa các bác nhé. Bên em đã rút hồ sơ cầm tay rồi, nên là các bác mà mua chiếc xe này về là các bác chỉ có việc đi thôi, không phải xử lý thêm một cái gì nữa. À, các bác nhìn này, về phần máy của chiếc xe thì các bác sẽ quan sát cho em. Về phần máy thì máy zin từ Rong Rằng Cò. Đấy, hệ thống máy đang nổ đây các bác này. Tất cả ba xe em đều cho nổ máy để các bác xem về cái chất lượng máy rất là êm đúng không ạ. Cỗ máy này nổ rất êm, rất êm, rất mệt, rất mượt. Để nếu Xpander thì các bác mà đi những cái vùng mà không phải thành phố ấy, thì các bác lựa chọn cái chiếc Xpander số sàn này cho em, bởi vì nó là cái chiếc xe nó khỏe khoắn và tiết kiệm. Bởi vì nếu các bác đi đường mà nó gồ ghề, mà các bác đi số tự động thì sợ hơi yếu. Thì nếu bác mà thích cái số tự động mà các bác hay chạy đường phố thì các bác lựa chọn cho em sang hai cái mẫu Xpander số tự động đời 2021 và đời 2019, 21 và 2020. Hai chiếc xe này thì em để đồng giá cho các bác nhé. Vậy thì các bác quan sát từng chiếc một. Đầu tiên thì chiếc 221 này. Đấy, cái này là đời 2021 các bác nhé. Đấy, đèn gầm này, đèn pha này, và các bác nhìn này, đèn LED ở phía trên này. Na răng thì là được trang bị na răng phay này. Đấy, các bác nhìn này, gia đình trang bị na răng phay này. Và màu trắng rất là đẹp. Phải nói rằng ba chiếc xe này đều được màu trắng, cho nên các bác mua vào thì rất là đẹp luôn. Đấy, các bác thấy được là thân vỏ xe rất là tuyệt vời. Và nếu mà nói về khoang nội thất của chiếc xe này thì nó rất là tươi mới các bác ạ. Rất là tươi mới luôn. Đấy, các bác nhìn đấy, vô lăng đẹp này. Đấy, củ số tự động này, hộp số tự động này. Đấy, còn lại thì xe thì cũng đã được nâng cấp lên màn hình Android này các bác này. Đấy, đề ấn nổ đây này. Đấy, các chức năng hoạt động bình thường, xe lăn bánh có 4,2 vạn thì các bạn, rất là mới luôn. Đây, chiếc xe này cũng rất là đẹp. Nói chung là cũng là một chiếc xe với cái tầm tiền mà em đang bán cho các bác, đó là 540 triệu đồng các bác nhé. Hai chiếc xe này đồng giá 540 triệu. Bác nào cần chi tiết hơn thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Đấy, cái khoang hành khách phía sau thì khá là rộng rãi. Chiếc xe này thì bác chủ chưa bọc trần, vẫn còn giữ nguyên trần cũ này. Đấy, nếu bác nào về thì bọc thêm cũng được, bởi vì bác chủ này thì bác đi gia đình, bác cũng chưa bọc cái gì cả. Đấy, còn lại thì khoang sau này, khoang sau của chiếc xe này cũng thế thôi, nó cũng giống như chiếc xe trước, đó là nếu như ta gập cái hàng ghế cuối cùng xuống thì là sẽ có một không gian để đồ nó rộng rãi hơn, có cái chỗ để chai nước, rồi những cái nhựa nhung này nó còn nguyên bản các bác nhé, những cái đồ nguyên bản theo xe này nó vẫn còn nguyên này. Đấy, tất cả giấy tờ còn nguyên các bác nhé. Thì với cái chiếc xe Xpander 2021 này thì tầm giá của nó là 540 các bác, 540 thì em đang bán đồng giá với chiếc 2020 này các bác ơi. Đây, bán đồng giá với chiếc 2020 này các bác này. Đấy, thì với chiếc 2020 này thì nó đang được bán đồng giá. Thì các bác thấy được là được trang bị đèn full LED này, mà na răng mạ chrome này, đèn gầm này, và na răng phay này. Đấy, các bác nhìn tổng thể chiều dài của xe đây, rất là đều và đẹp nha các bác nhé. Rất đều là đẹp. Cũng được trang bị về khoang nội thất của xe thì các bác nhìn đây ạ. Với đời 2020 của chiếc xe này thì các bác sẽ thấy được rằng là vô lăng thì được tích hợp thêm Cruise Control Riga tự động các bác nhé. Và sau đó là ghế da nguyên bản này, hộp số tự động như thế này, đã lên được màn hình OLED này. Chiếc xe này thì chạy là 6,1 vạn các bác ạ. Đấy, các bác thấy là nó chạy là 6,1 vạn, cũng được giữ nguyên trần trần nguyên bản theo xe. Cũng được giữ nguyên trần nguyên bản theo xe các bác nhé. Đây, các bác nhìn form rất đẹp mà. Tất cả các đường khe kẽ xe nó đều và nó rất là đẹp các bạn. Ba chiếc xe này thì đều là những chiếc xe đẹp và nó không có một tì vết gì cả. Các bác còn lại xe cũ thì qua một vài năm sử dụng thì không tránh được, đó là nó xước sát một vài chỗ. Thì bên em đã cho tỉa tót lại rồi. Nó rất là đều xe các bác nhé. Đây các bác nhìn đấy ạ. Đấy, tất cả những tấm nhựa nỉ của xe đều đẹp chuẩn. Đều đẹp chuẩn. Ngon đúng không các bác? Đây, à, đây các bác nhìn này. Đèn LED ở phía đằng sau, ba chiếc xe đều có phần đèn LED ở phía đằng sau là đèn full LED các bác nhé. Và đây các bác nhìn này, khoang nội thất phía đằng sau cũng thế thôi, cũng rất là rộng rãi đúng không ạ. Cái này vẫn là trần da nguyên bản từ đầu các bác nhé. Đấy, vậy thì tổng thể ba chiếc xe này thì các bác thấy được là cũng rất đều xe. Và giới thiệu thêm cho các bác hai cái cỗ máy của đời 20 và đời 21 của phiên bản số tự động. Thực ra thì về máy của ba chiếc xe này thì được trang bị giống nhau, cùng là khối động cơ 1.5 các bác nhé.
Đấy. Cùng là khối động cơ 1.5 và bao nguyên zin từng con ốc luôn cho các bác này. Bao nguyên zin từng con ốc luôn, ốc đỏ chót luôn. Đây các bác nhìn này, zin từ gioăng giằng cò luôn. Và khoang máy thì rất là đẹp. Tất cả đều được trang bị giống nhau và là trang bị khối động cơ 1.5 các bác ạ. Đều trang bị khối động cơ 1.5, nó chỉ khác nhau là hai chiếc xe này được trang bị hộp số tự động. Hộp số tự động. Còn lại thì thằng 2020 bên phía bên này thì được trang bị hộp số sàn. Và chênh nhau thì giá tiền bây giờ hiện tại là chênh nhau 100 triệu giữa số tự động và số sàn các bác nhé. Đấy, máy móc rất là êm và rất là zin luôn. Rất êm và rất zin. Vậy thì các bác thấy được rằng là ba chiếc xe này thì em đã đều có clip riêng chi tiết cho từng chiếc xe. Vậy thì các bác cần chiếc xe nào thì liên hệ ngay với em để có thể là chốt chiếc xe đó nhé. Với cái tầm tiền rất hợp lý và đây là ba chiếc Xpander mà được gọi là mệnh danh đó là những chiếc xe bán chạy nhất thị trường hiện nay. Liên hệ ngay với em, số hotline có Zalo để chị có thể chốt một trong ba chiếc xe này. Và nếu chị nào chậm chân thì có thể là đợi những xe khác nhé. Xin trân trọng cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả anh chị.